Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Đây thì là em có cái hàng tép tháo ở loa ra, có nghĩa là nó bị lỗi hoặc là bị cái loa nó bị vấn đề gì đó cần sửa chữa. Thì là cái đây là hàng bảo hành. Đấy, nói luôn cho các bác đây là hàng bảo hành của bên em. Tép 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái tép 350 và 3 chiếc tép 450 các bác nhé. Thì là cái 350 này thì là 100.000 một chiếc và 450 này là 150.000 đồng một chiếc này các bác nhá. Đấy thì các bác nào đây là thì các bác gọi điện cho em thì các bác bảo tôi muốn mua quả tép 350 là 100.000. Còn bác nào muốn mua tép 450 thì các bác bảo là tôi muốn mua tép 450 giá 150.000 đồng các bác nhá. Đấy thì các bác liên hệ đến số hôm nay em ghi ở trên tiêu đề của video. Hàng này là bao cho các bác, là bao sống cho các bác các bác nhá, bao sống cho các bác. Nhưng mà ngon lành cành đào, các bác về vệ sinh qua đi là lại ngon lành luôn các bác nhá. Ok, không có cái hàng gì thanh lý dọn kho để cho nó rộng nhà các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác.